Và cái tin tức sau đây thì chúng ta nói tới cái chuyện là những cái lãnh đạo của Trung Quốc đã dùng người thân thích của mình để che giấu một cái khối tài sản đen ở Hoa Kỳ. Dĩ nhiên mình hiểu tài sản đen là những cái món tiền mà nó do tham nhũng hối lộ mà nó có. Và cái tin này nó phát xuất từ một cái bản báo cáo của một cái cơ quan có tên là Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội của Hoa Kỳ mà ra. Thì trong cái báo cáo đó, một cái cách vắn tắt, người ta nói rằng là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Tập Cận Bình cho tới cái bộ gọi là Ban Thường vụ Chính trị, cho tới rất là nhiều cái quan chức cộng sản gộc ở trong Ban Chấp hành Trung ương đó, hầu như đều có những cái số tiền, những cái khối tài sản rất là lớn che giấu ở trong Hoa Kỳ. Thì mà dĩ nhiên thì những cái khối tài sản đó nó sẽ được đứng tên của những người thân thích của họ, và nó có xảy ra với rất là nhiều hình thức, chẳng hạn như nhà cửa, bất động sản, xí nghiệp đầu tư hay là những cái cổ phần chứng khoán vân vân. Thí dụ người ta trong báo cáo đó người ta nói rằng là cá nhân Tập Cận Bình đi, cho tới giờ phút này đây, theo cuộc điều tra thì người ta thấy rằng là Tập Cận Bình có ít nhất là 707 triệu đô la Mỹ đó ở Hoa Kỳ này, nhưng mà tất cả đều đứng dưới tên của bà Tào Kiều Kiều, tức là bà chị lớn của ông Tập Cận Bình, hay là đứng tên chồng của bà này, hoặc là đứng tên dưới cái tên của con gái của bà này, tức là anh rể và cháu gái của ông Tập Cận Bình. Đấy là một cái trường hợp mà người ta nêu ra sơ sơ thôi. Còn phía bên chính quyền của Tổng thống Biden, người ta biết được rằng là trước đây cái cơ quan tình báo quốc gia của bà Avril Haines đã phối hợp với lại Bộ Ngoại giao của Ngoại trưởng Blinken đã cùng nhau nghiên cứu về cái lĩnh vực này rồi. Và dường như là bà Avril Haines, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, sắp sửa có một cái cuộc điều trần báo cáo kết quả với lại Quốc hội. Thế thì chúng ta thấy rằng là thử tưởng tượng rằng là một cái báo cáo như vậy mà bây giờ nó được công khai công bố thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra ở Bắc Kinh, ở Trung Nam Hải? Chắc chắn là nó sẽ loạn to. Là bởi vì sau rất là nhiều năm Tập Cận Bình tung ra một cái chiến thuật gọi là đả hổ mà đập rồi đó, nhằm cái mục đích là lấy chiêu bài từ chống tham nhũng, tiêu diệt hết những cái lực lượng mà của những cái phe đối lập mình, chống đối mình. Thì biết bao nhiêu con rùa rồi đã bị đập bẹp dí, biết bao nhiêu con hổ lớn mà mình thấy là đã xa cơ, phải ngồi vào tù, tài sản thì coi như là tiêu tán hết, mà thân thế thì coi như thân tàn mà dại hết. Bây giờ tất cả những cái nạn nhân đó, xã hội của Trung Quốc thấy ra một cái điều sự thật rằng là chính ông Tập Cận Bình với lại những cái ông trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị đó mới chính là những cái con hổ thành tinh trong cái việc tham nhũng này đó. Thử hỏi làm sao bất mãn nó sẽ lớn như thế nào, và cái gọi là những cái tâm lý trả thù nổi loạn nó sẽ mạnh mẽ đến như thế nào. Cho nên cái báo cáo và về những cái tài sản thực thụ của những cái lãnh tụ Trung Quốc, nó gần như bây giờ nó là một cái mối đe dọa rất là lớn đối với lại cái lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có lẽ vì cái lý do này, vì cái bản báo cáo đó Tổng thống Biden có trong tay, cho nên mình mới thấy, mình nhìn trở lại mình thấy gần đây đó là chính quyền của Hoa Kỳ đã có nhiều cái trừng phạt, nhiều cái chiêu đòn rất là nặng nề mà tung ra với lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mà ngược lại, mình lại thấy rằng là ngoài những cái tuyên bố trên lĩnh vực ngoại giao đó thì Trung Quốc hầu như không có một cái sự đáp trả nào nó đích đáng, không có sự đáp trả nào hung hăng như ngày trước mà họ hay làm. Bởi vì chúng ta biết là Trung Quốc là cái nước mà gọi là ăn miếng trả miếng rất là tàn bạo. Có lẽ là vì cái áp lực của một cái báo cáo như vậy. Và bây giờ mới 1-2 ngày trước thôi, chúng ta lại thấy có một cái tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nó rất đáng chú ý. Đó là cái chuyện mà ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, tức là ông Kurt Campbell, ông ấy lại khẳng định một cái điều là hiện nay chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang quyết tâm đi tìm kiếm một cái sự ổn định bang giao với lại phía Hoa Kỳ. Thì với một cái tuyên bố như vậy mới đầu mình nghe mình đâu có thấy gì lạ đâu, bởi vì ai cũng biết rằng là vì cái lý do kinh tế, muốn phát triển kinh tế, muốn ổn định cái nền kinh tế của mình. Cái điều đầu tiên là Trung Quốc phải hòa hoãn với lại Hoa Kỳ cái đã. Bởi vì phải hòa hoãn với Hoa Kỳ thì mới thu hút được cái giới đầu tư quốc tế. Cái chuyện đó là ai cũng biết rồi. Thế nhưng mà khi mà tuyên bố của ông Campbell này, ông nó tung ra sau khi đã có một cái tin phong phanh về cái báo cáo về cái khối tài sản đen của cái lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì hình như người ta lại thấy rằng là cái quyết tâm bàn giao với Hoa Kỳ nó chính là một cái chiêu bài để mà nhằm là một cái nỗ lực che giấu để có cái báo cáo đó nó không được tung ra. Bởi vì Hoa Kỳ lúc đó sẽ nể mặt Trung Quốc, muốn bàn giao với Trung Quốc thì họ không muốn phá hoại những cái hình ảnh, không muốn là Trung Quốc nổi loạn. Và cái thứ hai nữa chúng ta để ý là cái tuyên bố của ông Campbell này nó cũng tung ra sau khi mà Hoa Kỳ lại bắt đầu đưa ra một cái đòn cấm vận mới đối với lại nước Nga, mà nhằm tới những cái công ty của Trung Quốc, những ngân hàng ở Trung Quốc nào mà có làm ăn với lại nước Nga. Thì dĩ nhiên là khi mà Tập Cận Bình muốn bàn giao với lại Hoa Kỳ thì chắc chắn là ông ta sẽ không thể nào dám giúp đỡ, ra mặt dám giúp đỡ nhiều cho ông Putin như trước đây nữa. Bởi vì cái điều đó với lại cái bàn giao của Hoa Kỳ là hai cái điều nó trái ngược, không thể nào song song với nhau được. Và có lẽ là cái chuyện đó nó cũng là một cái ảnh hưởng, nó có một cái áp lực với một cái báo cáo như vậy. Thế thì chúng ta sẽ đợi những cái diễn tiến của những ngày tới để xem là cái bàn giao giữa của Hoa Kỳ với lại Trung Quốc nó đi đến như thế nào. Thế nhưng mà khi mà Tập Cận Bình tuyên bố là tìm kiếm một cái sự bàn giao ổn định với Hoa Kỳ thì chắc chắn là không có gì đẹp cho nước Nga cả. Và ông Putin phải tự lo liệu, có lẽ là nghĩ tới cái chuyện mà sớm bàn giao với Ukraine là vừa. Và thưa quý vị, tin kế tiếp là thì chúng ta nói tới cái chuyện là châu Âu đã miễn cưỡng tung ra cái thuế, tăng thuế lên những chiếc xe điện của Trung Quốc. Trước đây khi mà Hoa Kỳ đã có một cái biện pháp tăng thuế hết sức là ngặt nghèo, đang từ 25% tăng lên một loạt là 100% đối với những cái xe điện của Trung Quốc để mà bảo vệ cái ngành sản xuất xe điện của Mỹ. Dù rằng chúng ta biết rằng là cái xe của Trung Quốc nhập cảng vào Mỹ nó không bao nhiêu cả. Thế mà Hoa Kỳ cũng đã có một biện pháp nặng nề như vậy đó. Thì người ta sẽ thấy ra một cái điều là rồi xe điện rẻ của Trung Quốc sẽ tràn ngập thị trường của châu Âu. Và chắc chắn là châu Âu cũng phải làm cái chuyện là tăng thuế để bảo vệ cái ngành sản xuất xe điện của họ chứ. Thì bây giờ rõ ràng là châu Âu cũng đã theo chân Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ đánh thuế những cái chiếc xe điện của Trung Quốc lên tới 38,2%. Thế nhưng mà với một cái biện pháp tăng thuế như vậy, chính nhiều cái viên chức của châu Âu người ta chỉ trích, người ta nói như vậy nó chả có bảo vệ được cái ngành sản xuất của châu Âu đâu, tại nhẹ nhàng quá. Không giống như Hoa Kỳ 100% luôn. Mà vả lại đó, chúng ta phải thấy rằng là 38,2% đó nó chỉ áp dụng cho những cái công ty xe hơi mà không cộng tác với lại châu Âu thôi. Chứ còn đối với nhiều công ty khác, chẳng hạn như công ty BYD của Trung Quốc có hợp tác với lại coi như là hợp tác trong lĩnh vực điều tra của châu Âu đó, thì châu Âu chỉ đánh thuế có 17%. Rất là nhẹ nhàng. Tại sao lại phải nhẹ như thế? Bởi vì cái thứ nhất, thưa quý vị, rõ ràng là châu Âu đó cũng cần có những cái chiếc xe điện rẻ của Trung Quốc để đi vào cái thị trường của châu Âu, để họ mới thực hiện được một cái chỉ tiêu là hạ cái khí thải độc hại nó bớt đi 55% vào cái năm 2030. Mà hiện nay cái ngành sản xuất xe hơi của châu Âu rất là yếu. Trong ba cái thị trường mà sản xuất xe hơi quan trọng thế giới hiện nay là Hoa Kỳ, Trung Quốc với lại châu Âu đó, thì châu Âu là yếu nhất. Yếu không phải là vì họ kỹ thuật kém, thế nhưng mà vì cái nguyên liệu chế tạo cái bình điện lithium rất quan trọng cho xe điện đó, họ không có, họ rất là thiếu. Những cái chất lithium, nickel hay là coban đó thì châu Âu không có đủ, giống như Hoa Kỳ hay là Trung Quốc. Sản xuất xe điện mà nó yếu thì nó không đủ xe điện để thay thế cho xe xăng. Cho nên châu Âu muốn thực hiện được cái mục tiêu của mình thì là cứ lại phải chấp nhận cái chuyện là nhập cả những cái xe rẻ của Trung Quốc. Cho nên châu Âu đâu có dám đánh thuế thẳng tay như Hoa Kỳ. Xe điện của Trung Quốc mà không vào thị trường của châu Âu cũng bị thiệt hại ở những cái chuyện khác. Chính vì vậy mà khi mà đã tăng thuế đó là mà mình thấy châu Âu lại còn run rẩy đưa ra một cái đề nghị là họ sẵn sàng thảo luận với lại phía bên Trung Quốc về cái vấn đề này. Chỉ khi nào đó mà cái thảo luận này nó không được tiến hành hoặc là cái sự thảo luận này nó không đem lại kết quả thì họ mới áp dụng cái luật thuế này vào cái ngày mùng 4 tháng 7 tới đây. Có nghĩa là châu Âu vừa đưa ra cái biện pháp là vừa đánh mà vừa run. Và thưa quý vị, rõ ràng là với một cái kiểu gọi là gia tăng đánh thuế, trừng phạt nó miễn cưỡng như vậy thì làm sao mà cái ông Trung Quốc ông mới sợ được. Cho nên trước đây đó, khi mà Hoa Kỳ mà đánh thuế 100%, hình như là Trung Quốc phải chịu, không có một cái đáp trả nào nó ghê gớm cả. Thì bây giờ đó, đối với cái chuyện mà tăng thuế này thì Trung Quốc nhanh chóng đáp trả ngay. Họ nói rằng là cái chuyện mà tăng thuế đối với xe điện của Trung Quốc như vậy là bất công, là cái chuyện mà mang tính bảo hộ thương mại của châu Âu. Và họ cảnh cáo rằng là cái chuyện làm như vậy chỉ làm thương tổn trong cái sự hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và châu Âu mà thôi, và nó sẽ làm phá vỡ đi cái sự gọi là cung ứng đẹp đẽ cái xe điện cho toàn cầu. Rõ ràng là Trung Quốc đưa ra một cái lời gọi là hăm dọa là cái kinh tế của châu Âu với lại là Trung Quốc có thể là bị ngăn trở đó. Chúng ta thấy trước đây đó, tuy là châu Âu rất là bất mãn Trung Quốc trong cái việc giúp đỡ nước Nga trong cái chiến trận ở Ukraine, thế nhưng mà ông Tổng thống Pháp này, ông Macron này, ông Thủ tướng Đức, ông Olaf này, rồi bà Chủ tịch châu Âu là bà von der Leyen thì cứ như là rủ nhau đi tới Bắc Kinh để mà thương thảo kinh tế. Là mình thấy là cái thị trường của Trung Quốc nó đã quan trọng với lại châu Âu như thế nào. Cho nên từ đó mình thấy là kinh tế thị trường của Trung Quốc là quan trọng với châu Âu. Và cái thứ hai, xe điện của Trung Quốc cũng cần thiết cho châu Âu. Thì cái chuyện mà châu Âu có thể nào duy trì được cái chuyện đánh thuế những cái chiếc xe điện của Trung Quốc hay không, khi mà Trung Quốc sẽ có những cái đáp trả sắp tới, thì cái chuyện đó là thế giới người ta rất là nghi ngại.